Anh gọi điện cho mình kèm. Nếu mà mình cần vậy thì mình lấy mình. Nếu chỉnh sửa đóng góp mình về mình sửa chứ. Ông chưa là mình chưa làm đi được mà. Chính nhất. Em bạn đưa cho em mấy cái đó cho để ký Nguyễn Tí Tung Tung hmm. Hmm.
gì là thú? Thì có nghĩa là từ bò à? Thứ tự là phải biết kia là chết rồi à, thứ tự bộ giao thông vận tải có vẻ phải biết kia là tại gặp tại nhà ta không lẽ nội đưa lên tủ về chứ mình sao nói chuyện đến tao người ta đưa lên chào hạ nhưng là tổng quan người ta đưa từ đây về chắc mình người ta đóng cho vui nhà đúng không đưa thẳng luôn gì thế nó kể nha. Sư tiến sĩ trưởng trường đại học khoa Hà Nội. Em ông là đại tá mà làm việc với trăm đại tá. Ông ở hồi là ông ở trung cư ngay hồ đấy của máy điện. Đi từ xứ Việt Nam. Rồi năm mà chưa
cái mà cái thế hệ như là ông già của anh, 6 người con trai đều ông nào cũng vào đại học hết, mà là biết cỡ nào. Ngày xưa cũng 6 người con trai của ông già là 6 cái ông cao đã nói vào đại học hết. Ông già anh giờ 70 gần 80 tuổi rồi. Nó 8 mấy đi chứ. Dạ đó. Ông già 7 mấy. Bây giờ là hóa chìm cái từ lường từ nguyên tố rồi. Ông còn nhớ. Ông dạy mấy đứa rồi, chỗ nhà rồi, đứa nào thấy giờ rồi học siêu phàm luôn. Rồi. Ông chuyên hóa luôn. Sau đó về đạo con Long Nghệ An. Ngày xưa gái ta đi nước ngoài dạy Hà Nội dạy Vinh Bình. Ông bây giờ anh hồi đó là ông dạy Hà Nội lấy bà già anh 10 năm để ra cho bây giờ mà em thấy giờ 80 mấy rồi, mà giờ con mới 42 tuổi, trẻ không, trẻ hơn 10 năm đó. Chứ nếu mà đẻ sớm thì cũng ngày xưa cầm súng bắn linh tinh, bây giờ cũng có hòa hạt ngoài kia rồi, thủ đô thì đâu ở Phước. Linh tinh à? Thôi rồi mẹ. Sau sau thì nó sẽ đi đấu. Ông tụi mình tin như thế này. Thôi để ông mình cho con ra nó xuống đâu rồi hả? Ngày xưa là ông mà đẻ sớm thì có con lên thì phải cầm súng bắn linh tinh. Nhiều lúc khoác áo linh tinh thôi thì nốt rồi nhìn mẹ trại nào đó thì mẹ cũng có đạo chứ nhất ra có công. Có công thì có phải chứ là phải có ý chí đứng. Sau khi có vị trí đứng rồi thì chúng ta phải tìm làm sao đứng được chỗ. Nhiều khi xanh cỏ nó thấy. Thấy như nào được, mẹ nó rất ủng hộ. Nước ngoài là học giỏi mới làm lãnh đạo. Học giỏi, tiền nhiều mới làm lãnh đạo. Việt Nam mình là mấy cái hình trước là có công với khách hàng mới làm lãnh đạo. Ông nào có tí trí trị là được. Nhớ chứ bây giờ Việt Nam em thấy có ông nào mà gọi là sáng chế ra cái gì mà bán cho đất nước cho thế giới thì mình hiểu nó giàu đó, còn các nước khác nó nghiên cứu công nghệ nó bán các công cụ tập đoàn lớn sáng tạo sáng chế tác ra rồi nó mới bán mọi người sử dụng vào nó. Bây giờ còn Việt Nam mình giàu chủ yếu gì đánh luôn bên ông này ra cái chế độ chính sách thì mẹ mua miếng đất trong ruộng cái đồ mà anh kế hoạch cái đó xong em lên thường rồi đấy tự nhiên nó trổ rồi lách thuế đỡ thuế đi tham nhũng chính sách à đó chứ đâu giàu bằng ấy chủ yếu mình vừa người người Việt giàu bằng tài nguyên à con thành viên làm cái quả núi cái anh cấp phép em khai thác anh em cứ ở cấp biết là chơi ra. Cái việc quả. Giàu tài nguyên không à, không có giàu trí não. Có thằng nào trí não thì mẹ đường lên tỉnh nhớ được ai nó hốt mẹ rồi. Nó bỏ ra $30,000 một 600 triệu của một người. Mà nó tuyển dùng một năm một mà nó lừa có một hai thằng. Mà cái thằng đó gọi là siêu phàm rồi, nó lọc hết toàn là nhân mày học mày trung cấp rồi học đại học trong nước. Rồi đưa cái nhân tài này nó qua bên nước nó mẹ rồi sao ăn học phục vụ cho nó luôn hầu như không thằng nào về
Cô về thì về chơi thôi, đúng không? Gọi là chúc cho bạn bè, chứ còn không về làm việc. Bởi vì cái mầm sống của tụi nó đang ăn học với nó theo buổi như thế. Cái quá tuyệt vời rồi. Không, ông Việt Nam có nhìn đâu ra. Cuối cùng, con cháu của ông mình về ở lại. Đúng không? Đi gạt dẻo với nhau, cấu nhau thôi. Thằng kia nói là năm một tay có thằng Việt Nam rất xuống dưới là thằng Việt Nam lên được. Và bước tay thì cả con to sẽ còn nặng con lên được, con thì chết. Còn mày nhỏ mày lên thì kể của mày. Còn năm thằng Việt Nam rất xuống dưới cái thằng năm. Mà lên nó kéo xuống, lên nó kéo xuống. Chết thiếu chết chùm quá. Mày chết tao chết theo. Mày nói con cua thôi. Mày nhìn con cua là những con cua thôi là tao biết là cua lớn hơn người Nam chứ được đấy. Nếu mà cái cua của người Tây, người Nam á, là con nào bò được ra là con bò ra, con nào phát được phát. Không có ấy, còn một cua mà nhìn mà cua mà con này níu cho con kia leo lên, con kia níu là có cua bắt. Cua miền Bắc với cua miền Trung á là con kia nó vừa mới hòa hòa mà ngoắc ngoắc cái thau á là đổ con còn dưới nó túm càng nó túm nó kéo liền túm nó ghê lên xuống không được còn cái cua miền Nam á là cũng là bò được bò à nhìn rồi nhìn nó ra đi chợ nhìn nó cái cua miền Bắc vậy nè thấy con đang có ý định bỏ đây là lên trên cao xuống lên cao xuống là không có lên thì cùng lên còn nếu không thì thôi còn cứ miền Nam độc lập đó mà nào lên được lên lên được thôi cái coi được ủn đít không có ủn đít không còn không ủn nó kéo chứ là ủn đứng cua miền Nam nó ủn đít lên rồi mình lên có khả năng không ủn thì ủn cũng có ủn chứ mày hứa hẹn nào ăn.